Đang nghe xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tranh Tài Đoán Ý. Chương trình của chúng ta phát sóng hàng tuần vào buổi trưa thứ bảy lúc 12 giờ trên kênh VTV3, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Và thưa quý vị, trong khi chúng ta đang dùng bữa cơm trưa cùng với gia đình trò chuyện với những người thân, thì nếu như xem chương trình thì chúng ta sẽ có thêm nhiều niềm vui và bữa ăn sẽ thêm phần ngon miệng. Với chương trình Tranh Tài Đoán Ý thì những người bạn đến đây tham gia, họ sẽ trải qua 3 vòng thi, và qua mỗi vòng thi như thế, thử thách xem là họ có thật sự hiểu nhau hay không, họ có đoán ý đúng được nhau hay không. Và bên cạnh đó, chúng ta sẽ còn thấy được cái sự phong phú và đa dạng của tiếng Việt. Và ngày hôm nay đến với chương trình cũng là những người bạn còn rất là trẻ. Họ có thể là những ca sĩ hoặc có thể là những nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay. Và chúng ta sẽ chào đón hai đội chơi mang tên Nổi Loạn và Trầm Tĩnh. Xin mời. Chào các bạn, bên đây là Nổi Loạn đúng không? Dạ đúng rồi, bên đây là Nổi Loạn. Mà thấy cái phần xuất hiện nhẹ nhàng lắm, chưa có thấy sự cá tính. Tưởng Nổi Loạn là chắc từ trong phải lộn mèo ra, lăn nghiêng ra, nhào ra, chứ đi bình thản quá. Còn bên đây tuy là trầm tĩnh mà ra thấy cũng nhoi trời trơn trọi á. Hình như các bạn chọn cái tên chưa có chính xác cho lắm thì phải. Dạ, định là vô game mới bắt đầu Nổi Loạn. Vô game mới Nổi Loạn đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì mình chờ xem nha. Còn tại sao bữa nay nhà mình quyết định chọn tên nghe sốc dữ vậy, Nổi Loạn? Dạ, tại vì bên kia trầm tĩnh thì bên này phải Nổi Loạn. Ừ. Dạ. Để nó cân bằng lại không khí bữa nay hả? Dạ đúng rồi, với lại cũng như là để tạo năng lượng cho đội ạ. Ừ, tạo năng lượng cho nên lấy tên là Nổi Loạn, còn đội trầm tĩnh. Dạ, con xin chào chú Đại Nghĩa, chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình trên truyền hình. Chào đội thua cuộc. Chuyên đã gắn cái mác là thua cuộc cho đội của mình rồi đó, cẩn thận nha. Tuy nhiên nghe giới thiệu xong cái không có cảm tình lắm với đội bên đây nha. Biết sao không? Xin là chú ạ. À đó. Dạ, đúng rồi. Thôi được rồi. Ừ, chú chào các cháu ạ. À. Dạ cái đó này đó là theo tên tuổi là phải có một tí gọi lễ phép thôi ạ. Còn nếu mà so về cứ coi như là bạn đồng trang lứa vậy đi. Dạ thế thì con xin phép đội con từ bây giờ gọi là anh được không ạ? Ừ, thoải mái, vui vẻ. Đội mình tại sao lấy tên là trầm tĩnh, thật sự có trầm tĩnh không? Dạ thật sự là nếu mà để nói về tính cách của mọi người thì thật ra là rất là trầm tĩnh. Tuy nhiên là bọn em đặt cái tên như thế để cho đội bên kia không lường trước được cái khả năng của đội em khi mà tham gia vào cái game show, tham gia vào cái trò chơi. Nãy giờ không hề thấy một chút trầm nào luôn đó nha. Thấy rất là nổi nha, chứ chưa có trầm một miếng nào hết. Để coi hôm nay giữa Nổi Loạn và trầm tĩnh họ sẽ thi đấu với nhau như thế nào. Mời các bạn về vị trí của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên mang tên Lắng Nghe Hiểu Ý. Vòng 1, Lắng Nghe Hiểu Ý. Mỗi đội một lượt chơi gồm 10 từ khóa một lượt. Các thành viên chia thành 4 vị trí có vách ngăn và đeo tai nghe mở nhạc. Sau đó, các thành viên lần lượt truyền từ khóa đến thành viên cuối cùng ghi lên bảng. Thời gian 5 phút một đội. Mỗi từ khóa đoán đúng sẽ nhận được 500.000 đồng. Tổng giải thưởng vòng 1, 5 triệu đồng. Tưởng dễ mà không dễ. Vì thế vị trí cái người đầu tiên và cái người cuối cùng cực kỳ quan trọng, các bạn phải lựa chọn nha. Vậy thì bây giờ đội nào sẽ là đội thi trước đây? Em xin phép đăng ký cho đội em đăng thi trước luôn đi ạ. Sao em gan dạ vậy? Dạ tại vì em thi sao bao giờ cũng sẽ có cái thời gian và có cái kinh nghiệm hơn. Nhưng mà bọn em tự tin. Tự tin. Thôi bây giờ coi như là bắt nè, tạm thời xông xáo nhất, coi như là cái quyền đội trưởng nắm trong tay, quyết định đội mình sẽ thi trước. Thi trước. Đồng ý không? Đồng ý à? Tôi vô ý tuyệt đối luôn đúng không? Để coi sao. Vậy thì xin mời đội của các bạn trầm tĩnh chuẩn bị bước vào trận đấu ngày hôm nay. Trên tay của Đại Nghĩa bây giờ là 10 cái đề bài dành cho các bạn. Và các bạn đã vào vị trí. Bách sẽ là cái người đứng đầu tiên, Hiệp là người cuối cùng. Đây là hai nhân vật quan trọng nhất nha. Cho nên các bạn hãy cố gắng nói, không chỉ nói không thôi mà phải diễn tả bằng hành động thì người bạn của mình mới dễ hiểu được cái câu mà mình nói. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Yeah. Thắng nha mọi người nhá. Đây, bắt đầu. Sau hay ra rẻ. Ôi, sau hay ra vẻ. Lê Dương Bảo Lâm. Sao hay quá, khen đi, khen. Sao cao. Hay
sao hay ra vẻ. Tàu bay ta về. Yes. Gần đúng. Là lớn lên. Go trend. Từ đầu tiên là trên sao. Trời cao. Sao. 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 Sao hay. Sao hay ra dễ. Đúng rồi. Sao hay ra dễ quá. Sao hay ra rẻ quá. Sao hay ra rẻ quá. Sao ở trên cao quá. Sao ở trên cao quá. À rồi rồi rồi. Hai. Ba. Hai ba. Con mực. Hai ba con mực anh em cực. Đúng rồi. Hai ba con mực. Ôi không, từ khác nữa. Anh yêu em nữa. Anh cũng yêu cũng em được. Chết rồi, tân mới tức rồi. Hai ba con mực. Còn nữa mà. Phim. 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 Sống chung với mẹ chồng. anh biểu tả đi. Cô nghĩ là cô có thể được sống trời được trong cái ngôi nhà này hả? Trời ơi, trời ơi. Sống. Sống. Sống chung. Với. Với. Mẹ chồng. Sống chung với mẹ chồng. Đúng rồi. Đúng rồi. Sống. Chung. Chung. Sống chung với mẹ chồng. Sống chung với mẹ chồng. Sống. Chung. Chung. Với. Với. Mẹ chồng. Mẹ chồng. Con. 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 Hôn. Con. Nói. Con. 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 Nói. Con thương. Con thương. Nói chuyện. Học chưa? Nói lại nguyên một câu. Nói lại nguyên một câu. Con thương rau đắng mọc sau hè. Con thương rau đắng mọc sau hè. Rồi. Oh, đúng rồi. Con thương rau đắng. Con. Bài hát. Tên bài hát. Cái gì mọc sau hè? Con. Cái gì mọc sau hè? Con. Con. Con thương rau đắng mọc sau hè. Con thương. Con thương bóng dáng. Ui. Rau đắng. Rau đắng, còn thương. Rau đắng mọc sau hè. Rau đắng mọc sau hè. Còn thương, còn thương. Cà phê muối. Sâu. Cà phê muối. Chốt luôn. Đúng. Sâu. Ừ. Sâu. Ừ. Câu tiếp luôn đi anh. Mọc. Câu tiếp luôn. Mọc. Sau hè. Người lạ trong danh bạ. Người lạ trong danh bạ. Đúng. Ôi nhé. Cà phê. Cà phê. Muối. Cà phê. Cà phê muối. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa rồi cùng nhau. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau. Ok. Trời ơi. Ôi bạn này xuất sắc ấy. Người lạ trong danh bạ. Người lạ thoáng qua. Người lạ trong danh bạ. Trong tháng ba. Danh bạ. Người lạ trong danh bạ. Có căn nhà nằm nghe nắng mưa. Còn một phút nha. Có căn nhà nằm nghe nắng mưa. Kẻ cắp gặp bà già. Kẻ cắp gặp bà già. Không sao lại kẻ cắp vậy trời ơi. Có căn nhà. Có căn nhà. Có căn nhà. Nằm nghe. Nằm nghe. Nắng mưa. Trăng. Nằm nghe tiếng mưa. Đúng nắng rồi mưa. Đúng rồi. Nắng mưa. Nằm nghe mưa rơi. Còn 10 giây cuối cùng thôi. Có căn 10 nhà. Giây. Có. Nằm. Có căn nhà. Nằm nghe. Nằm nghe. Nắng mưa. Nắng mưa. Nắng treo. Nắng. Hết giờ. Nắng. Hết giờ. Bỏ tai nghe ra. Bên kia là Nhật gần như là rất là khó để đoán được những cái gì mà bạn mình truyền đạt lại. Và đưa tới Hiệp. Nó sai dữ. Ủa gì sao ở trên cao là cái gì vậy? Còn câu này, hai ba con mực, nó có đủ chưa? Cái câu người ta đây, hai ba con mực, anh yêu em cực. Đấy. Sống chung với mẹ chồng, chính xác nha. Còn thương sao lại mọc sau hè là cái gì? Đây là tên một bài sao lại mọc sau hè. Rất là nổi tiếng. Bài gì? Dạ, còn thương rau đắng mọc sau hè. Chính xác. Biết bài này không? Nắng hà đi mây trôi lang thang cho hà buồn coi coi đốt đồng. Cái bài của cố nhạc sĩ Bắc Sơn. Sai câu này nha. Cà phê muối, chính xác. Có ba từ thôi cho nên đơn giản. Người lạ trong danh bạ, chính xác luôn. Rồi ta cùng ngắm pháo hoa là sai rồi nè. Mình đúng được 3 câu, 1.500.000 đồng. Đồ trầm tĩnh mà không hề trầm tĩnh một chút nào. Vậy thì không biết bây giờ tới cái đồ nổi loạn nó ra sao nữa. Mời nổi loạn. Đội nổi loạn Minh Nhật sẽ đứng ở vị trí đầu tiên. Cố gắng lên nha. Bắt đầu. Chọn con tim hay nghe lý trí? Chọn con tim hay đúng là rồi. Nghe lý trí? Đúng rồi. Chọn con tim hay là nghe lý trí? À, chọn con tim hay là nghe lý trí? Chọn con tim hay là nghe lý trí? Chọn con tim của em á. À. Cho em. Con tim. Cho hay. Em. Ừ, hay là nghe nói. Lý trí? Sa răng hề. Dạ. Dạ.
cổ cổ hoài lan. Yeah, yeah. Hay hay hay, cái này là cái gì? Tim. Con tim. Cho em. Cho cái gì? Ai đâu mà cho chọn con tim. Ai chung bằng tình bằng cô? Cô đơn. Đơn. Đúng rồi. Ai chung tình bằng cô đơn? Đúng rồi. Ủa xong chưa? Chọn con tim hay là nghe lý chi? Ở trong trái tim. Dạ. Dạ. Cổ. Dạ cổ. Hoài lên. Dạ. 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 Cổ. Con. Dạ cổ Hoài Lan. Dạ cổ Hoài Lan. Ai? Ai? Thấy. Ai? Thấy. Ai chung tình? Ai? Bằng. Ai bằng? Cô đơn. Ai? Ai? Thì chữ ai? Chung tình. Ai chung tình? Bằng bằng bằng. Ai chung tình? Bằng. Được mãi hả? Bằng bằng. Ai chung tình bằng? Cô đơn. Ai chung tình bằng cô đơn? Yeah. Đố. Đố. Em biết. Anh đang nghĩ gì? Tình. Ai? Ai? Ai chung tình? Chung tình. Tình. Chung tình bằng. Ai chung tình được mãi? Ai chung tình bằng cô đơn? Ai chung tình được? Đố. Đố. Em biết. Đố anh... em. Đố em bắt. Anh đang nghĩ gì? Đố em bắt được anh. Đố, đố. Em. Nghĩ nghĩ. Biết. Biết cái gì? Từ từ thôi. Đố em. Đố em biết anh đang. Đang. Nghĩ đố gì? Anh đang nghĩ gì? Đúng rồi. Đố. Đố anh... em. Đố em biết anh biết. Đang nghĩ gì? Đang. Đố em biết anh đang nghĩ à, gì? À đố anh biết anh em nghĩ gì? Cả đường ăn năn. Cả được ăn cả. Được ăn cả ngã về không? Ngã con ngã còn nguyên. Cái gì con cá gì? Ngã con. Cá con. Con tim còn. Ngon. Đúng rồi. Nguyên. Còn ngon gì? Nguyên. Lại. Được ăn cả. Ờ, không có bỏ con này, bỏ đúng, bỏ đúng. Qua được không? Đang đúng rồi. Bên kia không nghe được đâu, bọn bên kia không biết được đâu. Quê. Quê. Ôi. Ôi. Quê ôi. Ôi, con sông quê, con sông quê. Ôi, con sông quê, con sông quê. Yeah. Ôi, con sông quê. Ôi, con sông quê. Ôi, con sông quê. Yeah. Ôi, con sông quê, con sông. Trước. Ôi, quê, quê. Ôi, ôi quê. Quê. Ôi con sông quê, con sông quê. Quê, ôi con sông quê. Đúng con rồi. Sông quê. Lại số 5. Quê. Ôi con sông quê, con sông quê. Quê. Ôi con sông quê, con sông quê hai lần. Con. Cua. Cua. Cắn. Cắn. Cần câu. Cần. Tập luyện cắn cái luôn. Cần. Câu cá. Con cua cắn cần câu cá. Đúng rồi. Con cua. 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 Tua, cắn. Đúng rồi. Câu cá hả? Cắn cần câu cá. Con cua. Cắn. Cua. Đúng. Cắn. Cần câu cá. Cua cắn câu cá. Con cua cắn cần câu cá. Con cua cắn cần câu cá. Đúng rồi, đi đi. Ngày xưa tình trong vòng tay. Ngày xưa tình trong vòng tay. Ngày xưa tình trong vòng rửa tay. Vòng tay. Vòng tay. Đúng rồi. Ngày xưa tình trong vòng tay. Đúng rồi. Ngày xưa. Tới chưa? Ngày xưa. Thấy chưa? Ngày xưa. Trái chưa? Trong vòng tay. Ngày xưa tình trong vòng tay. Thấy chưa trong vòng tay? Ngày còn xưa. Còn một phút. Trái dứa. Ngày xưa. Ngày xưa tình trong vòng tay. Vòng tay. Đúng rồi. Ngày xưa. Thấy chưa? Ngày xưa. Mùa. Xuân. Trên. Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày xưa, tình. Ngày xưa, tình. Ngày xưa, tình trong vòng tay. Mùa xuân. Buông xuống. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì lại thành phố Hồ Chí Minh. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Còn 10 giây cuối cùng nha. Yêu là phải nói. Là yêu. Phải nói. Năm nói. Hỏi công ơi, nhìn nè công. À, yêu là đó, phải nói. Đói là phải ăn. Đói là đúng rồi. Hết giờ.
Đây, bây giờ mình xem nè. Con tim anh đang nghĩ gì là sai nè. Và Cố Hoài Lan đúng nè. Ai chung tình được mãi anh sai. Qua tới ông Công cái là ai chung tình được mãi. Đố em biết anh đúng đang nghĩ gì. Chính xác con này. Quê ơi con sông quê, con sông quê. Chính xác. Con cua cắn cần câu cá. Chính xác. Ngày xưa tình trong vòng tay. Chính xác. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Chính xác. 6 câu chính xác. 3 triệu đồng. Sao bà con thở là con gỡ. Và mình thắng thì mình có số tiền thưởng cao hơn. Và đội thua mặc dù cũng có số tiền thưởng tương ứng với cái số điểm của họ có đó, nhưng phải chịu một hình phạt của chương trình. Bây giờ các bạn hãy chọn đi. Đội Trầm Tĩnh, cay hay đắng? Em cứ chọn một cái hình phạt nào em mong muốn nó liên quan tới cay hoặc là đắng. Nên chọn đắng đi. Vậy thì chọn đắng. Đắng. Đắng là hình phạt mà các bạn đã lựa chọn. Đời mà em, phải có lúc ngọt ngào nhưng cũng phải có lúc cay đắng. Và rất tiếc khi các em đã lựa chọn đắng làm cái thực đơn hôm nay. Giới thiệu với các em, món ngon hôm nay của chúng ta gồm có mướp đắng và cà phê đen không đường. Các em sẽ dùng cái món này với một cái tâm trạng hân hoan, phấn khích. Có nghĩa là vừa ăn mình sẽ vừa nhún nhảy, múa theo nhạc, phải cho người ta thấy rằng mình đang hưởng thụ cái bữa tiệc này. Rồi, mỗi người một phần, không ai dành của ai hết, ai cũng có cả nha. Chuẩn bị âm nhạc, ăn cho hết nha. Bắt đầu. Nhảy múa nào các em, quẩy nào. Chưa bao giờ ăn được một cái món ngon nào mà như kiwi, nó ngọt ngào như thế này. Phải hết rồi. Đây như kiểu phần thưởng cho chiến thắng đó mọi người. Chính xác là hương vị của chiến thắng mới đúng, chứ không phải là đội thua cuộc. Vậy thì ăn nhanh nào. Đội kia đáng nghĩa là muốn ăn không được anh đâu. Anh Khải sắp sốt rồi sao? Không ăn là hai miếng rồi. Khải là ngon quá nhở. Ôi. Ủa làm mọi người ngon quá gì Khải. Cái này là chân tay ẩm thực đúng không? Vô anh em ơi. Nâng ly. 1, 2, 3. Hết nhờ. Cà phê đen không đường. Chân tay ẩm thực mà. Trời ơi, vô là càng sạch. Vô 100% luôn. Hai mình bắt tay nhau. Làm hết đi em. Ăn trên chương trình nó có cái vị gì đặc biệt hơn. Bé này còn nguyên nha. Nào về đây, ăn nốt miếng. Chuyện sớm muộn với Trang. Tao không chơi rồi, em ăn được mỗi ngày luôn á. Trang ơi, một chuyện sớm muộn thế. Làm trước thì đỡ phải làm sau. Dơ. Đơn giản mà. Xong rồi nha. Xong rồi. Xong. Ai lên. Ui, mọi đắng cay ngọt bùi. Đó, nhai nước. Được. Để tôi kiểm tra nè. Ngon mọi người. Ngon không? Dạ, bàn ăn của chúng tôi đã được các bạn xử lý gọn gàng sạch sẽ. Các bạn đã vượt qua được cái hình phạt mà chương trình đã đặt ra. Cũng có người cảm thấy nó nhẹ nhàng, êm ái, nhưng mà cũng có người cảm thấy nó khó khăn. Vậy thì đừng để mình phải chịu hình phạt thêm một lần nữa sau vòng thi thứ hai nha. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giây lát ít phút trước khi bước vào vòng 2 của chương trình. Vòng chơi thứ hai của chúng ta có tên là nét vẽ hợp ý. Vòng 2, nét vẽ hợp ý. Mỗi đội một lượt chơi, gồm 10 từ khóa là hình ảnh hoặc từ khóa. Các thành viên sẽ vẽ các hình ảnh hoặc từ khóa, làm sao để người cuối cùng đoán chính xác. Hình thức vẽ sẽ được thay đổi trong mỗi tập. Thời gian 5 phút một đội. Mỗi hình ảnh từ khóa đoán đúng sẽ được nhận 1 triệu đồng. Tổng giải thưởng vòng 2, 10 triệu đồng. Ba ngựa trên đây các bạn có thể luân phiên thay đổi vị trí, miễn sao các bạn hoàn thành được cả 10 bức tranh theo yêu cầu của chương trình. Ở vòng 2, đội nó loạn, các bạn sẽ thi trước. Thảo ơi, dạ. Em sẽ đứng trên tấm thảm mượt mà êm ái này nha. Bên đây mà vẽ càng lâu, em đoán càng chậm thì cái bàn chân em nó sẽ càng dễ nổi hột nha em nha. Giờ ai cõng ai trước nè? Dạ. Em cõng Nhật. Mời em, dạ, lên vâng. Đi. Lên. Tin nhớ tưởng. Nha. Đây rồi, là những đây. Cái từ khóa. Nè. Ủa rồi. Đây là tên một bài hát nha em. Trái tim gì, nó là gì vậy? Tim bên lề đúng không? Chính đúng xác. Đổi người vẽ. Đây là một trò chơi dân gian. Mấy cái đầu nữa. Ờ, cái đầu sao? Cái đầu. Cái gì vậy trời? Cái đầu. Cái đầu nè. Rồng rắn lên mây. Wow, chính xác. Đó là rồng rắn lên mây. Tiếp tiếp. Cũng là một trò chơi. Cái gì vậy chị? Có thật sự là biết vẽ không em? Vẽ cái gì vậy? Mắt đâu. Trời ơi, như con dịch vậy. Công ơi lên vẽ đi Công ơi, Công ơi lên vẽ đi Công ơi. Thảo ơi, ráng lên Thảo ơi, em cũng mệt lắm. Chị cũng đau lắm.
Ui dồi ôi, cái gì kia? Cá sấu lên bờ. Chính xác. Nhanh lên, nhanh lên. Tiếp, tiếp. Ai lên vẽ? Ai lên vẽ? Ai ra đâu à? Cứu tôi. Đúng rồi, đúng rồi. Một con vịt. Ui, đừng thách của anh lên cho tôi. Ráng lên con mời. Hoa, hoa. Vịt hoa thiên nga. Lúa, lúa. Lúa, lúa gà. Sai. Sai. Lúa vịt, lúa vịt. Chính xác. Đó là lúa vịt. Tiếp, tiếp. Đây là cái gì vậy ạ? À? Trứng ốc la hả? Không phải trò chơi. Đồ ăn. Một câu nói. À cái gì châm dầu vô lửa. Đổi người vẽ. Nữa Trang My vẽ nữa. Ê dạ dạ dạ. Gì vậy My ơi? Ly. Cái bụng bự lên, bự lên. Cái gì kìa. Nếu không thì qua câu khác. Qua câu khác, à, qua câu khác. Con ơi, con ơi, con ơi, con ơi, con ơi, con ơi, ơi. Cái gì, cái gì ạ? Ôi trời ơi, trời ơi, gãy rồi. Rồi, rồi, qua, qua. Còn có một phút thôi, nhanh lên. Đây là tên một bài hát. Hoa sứ nhà nàng. Sai. Cái đó là cái gì vậy? Dễ lên con ơi. Dễ càng lúc càng rồi. Ê, cái đó là cái gì rỗng hả? Tulip. Ờ. Không hoa. Hoa không. Hoa trước đỏ không màu. Yeah. Tiếp, tiếp cho lên. Hết giờ rồi. Dễ đi, dễ đi, dễ đi, dễ đi. Đàn bắt cầu. Đàn bắt cầu là cái gì? Đàn bắt cầu mưa. Cái chữ đầu tiên không biết vẽ. Cái chữ đầu tiên không biết vẽ. Đàn bắt cái gì ta? Cái gì? Cái gì đàn bắt cầu mưa? Mưa. À. Lập đàn cầu mưa. Đúng rồi. Chính xác. Trời ơi hay quá vậy. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Cái này á, nó thật nếu như mà Thảo không phải thông minh á, chắc cũng rất là khó để đoán ra được cái bức hình này. Vẽ cái đàn, cái người vẽ em cũng thông minh nè. Vẽ cái đàn nè, vẽ cái cầu nè, vẽ giọt mưa. Thì em đã đoán được cái từ đầu tiên là cái từ lập đàn cầu mưa. Chính xác. Hoa nở không màu, đúng luôn nè. Lùa dịch, đúng nè. Trái tim bên lề, đúng nè. Rồng rắn lên mây, đúng nè. Cá sấu lên bờ, đúng. Cá sấu lên bờ, đúng. Như vậy tổng cộng là 6 từ. Wow, các bạn đã đoán đúng. 6 triệu đồng. Tự hào về đội của tôi. Giỏi, giỏi nha. Hai, hai, hai. Cảm ơn các bạn. Và mời đội Cam Tính. Khải sẽ là người đứng đoán và ba bạn sẽ thay phiên nhau cổng và vẽ nha. Rồi, mời các bạn vào vị trí. Đây. Bắt đầu. Đây là một món ăn quen thuộc. Có chi tiết quá không? Aquaman à? Móng tay hả? Cái đinh ba. Bốn chữ lắm mà, bốn cái cây là bốn chữ lắm. Cây lá. Chân gà. Cái cây. Vẽ nguyên cái nhà bếp hả? Không, không. Đập, 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 đập. Nói nhiều từ vào. Ê, vẽ nguyên cái nhà bếp luôn á. Chân gà gì? Chân gà xả tắc à? Chính xác, chân gà xả tắc. Cứ mạnh dạn đoán đi em. Qua cầu rút ván. Qua cầu rút ván. Qua cầu rút ván. Dễ. Dễ để coi đoán được không? À, bắp. Bắp cần bơ. Bắp cần bơ, chính xác. Bắp cần hay. Bơ. Tình yêu nắng. Đừng, 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 đừng. Hai em bế nó muốn gãy tay được kìa, nó sụi được kìa. Em sao không chịu nổi quá. Vẽ, vẽ, vẽ tiếp đi, vẽ tiếp đi. Thế thôi ý. Không được thì mình cho qua nha. Đổi người vẽ. Thôi. Cộng đi. Đi đây. Đó, đúng rồi. Nếu mà không được thì các bạn có thể đổi câu. Hòa. Đừng có mất công công người ta nhá. Hoa gì nhỉ? Hoa... cái gì hoa lớn lên kia? Nếu khó quá đổi câu. Thôi đổi câu đi ạ. Đổi câu, đổi câu. Xóa đi. Tên một trò chơi. Dễ lắm á. Đổi người vẽ lên, lên, vẽ đi. Lên, lên, lên. Lên, nhanh, nhanh, nhanh. Có tay cây khác, lên đi. Cố lên mọi người ơi. Cái gì bò đúng không? À, cái này con bò đúng không? Không. Gì? Đấy là được mà không? Đây. Cái trên đầu là gì băng đô à? Chạy à, bịt mắt bắt dê. Đúng rồi, bịt mắt bắt dê. Chính xác. Liên quan tới một con vật. Mèo. Trèo cây câu. Đúng rồi. Nguyên câu. Con mèo mà trèo cây câu. Con mèo mà trèo cây câu. Con này cái này dễ vẽ mà. Trâu. Đây còn 20 giây. Bò sữa. Sữa nè. Rồi bò. Vẽ cái cỏ đi. 10 giây cuối cùng. Bò gì? Câu nói là bò đúng không? Nam. Ui có trời ơi. 3 2 1 Hết giờ. Rồi xuống đây. Anh thấy là các em nó vất vả lắm luôn rồi. Đổ mồ hôi hết rồi kìa. Và các bạn đã đoán được những cái từ như sau. Món ăn quen thuộc, chân gà xả tắc. Chính xác.
Qua cầu rút ván, chính xác. Bắp cần bơ, chính xác. Con mèo mà trèo cái cao, chính xác. Bịt mắt bắt dê, chính xác. Rồi, như vậy là mình đoán được 5 từ, 5 câu. Và số tiền thưởng mình có là 5 triệu đồng. Nhưng chúng ta vẫn phải chịu một hình phạt. Rồi, bên kia người ta hơn mình, đúng không? Giờ các bạn lựa chọn đi, hình phạt ly và chén. Mọi người có tin không, có tin mình không? Có tin Bách đây không? Thôi cho anh lựa chọn. Em tin trong chén. Chén. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ chọn hình phạt là chén. Đây, 4 chén dành cho các em. Nhìn đoán được lại gì không? Sở trường à, chắc là khả năng là tất cả sẽ phải ăn đúng không ạ? Mì siêu cay, cấp thứ bao nhiêu thì đếm không hết. Biết nãy giờ chơi gồng gánh cổng bế bồng nhau cũng đói cũng mệt. Nhưng không phải cái chuyện là mạnh ai nấy ăn. Ăn cứ đến không có tình thân. Mình là cùng một đội mà. Chung một sợi. Đúng không? Không. Đút cho nhau ăn. Vâng, đúng là như thế. Thế cũng sao? Đút cho nhau ăn. Rồi, ok. Bắt đầu, mời các bạn dùng bữa. Nào. Mà trước em chưa bắt ăn cho hết nha. Thử một miếng trước đi. Anh đi. Choàng cái tay vào, chéo cái tay vào cái mặt. Thế với tình cảm. Mày bay nào, hám mồm nó nào. Từ từ, chưa nhai được. Nó trời, thấy thương quá. Thấy không, nhớ mình phạt lắm. Chéo tay vô hai em. Chéo tay vô. Mình giống như uống rượu da bôi thì mình ăn da bôi. Cay nhưng mà nhìn nó rất là kích thích đó. Cay đấy. Cay quá. Cay siêu cay. Em không qua được cay. Ớt bột trong đó chắc cũng cả ký chứ mất gì. Ui ôi. Lát nữa nhìn cái mồm sừng lên. Thả em ăn mì đắng còn hơn chứ cay này đi. Thì lần chiều phạt trước mình ăn đắng rồi bây giờ mình ăn cay. Cho trọn bộ. Bên đây cái miệng không có tay quầy bao nhiêu hết trơn ha. Ôi, chị ngửi thôi là đã thấy nồng rồi đó. Ôi trời ơi. Thèm á, sao mà tràn lên dữ vậy? Nào, đây rồi. Nào, làm miếng nào, trang mi nào. Bên đây xong chưa? Thử thế thôi. Chị kia xong chưa? Ở bên này sạch chén rồi nè. Bên đây hết rồi nè. Ôi, hai này ăn gọn cái sợ luôn không? Thơm quá. Quá trời. Trời ơi, Hiệp ăn hết rồi kìa. Bên đây xong chưa, bên đây còn nè. Ủa, hai cái người đàn ông mày làm gì lâu dữ vậy? Cay em chảy cái nước mũi rồi nè. Bên đây ta xong rồi nè, sạch sẽ ghê không? Để em thổi cho đỡ nóng ha. Ăn xong còn đang thèm. Ôi rồi ôi, nhìn mặt khổ sở thế không biết. Cái thương quá. Nhìn bốn cái mỏ tay quầy cái trơn rồi vậy đó. Không cần đánh son luôn. Tại vì mình ăn một mình thì nó còn gọn. Giờ bạn đút cho ăn cho nên không có tém được, đúng không? Vì mình hít hà quá. Cho các em ra ngoài nghỉ ngơi vài phút chỉnh trang mình vô mình thi tiếp nha. Giờ no cái bụng rồi, ráng thi tốt ở vòng cuối cùng nha. Và thưa quý vị, hãy nghỉ cho Lao ít phút trước khi bước vào vòng thi thứ 3 của chương trình nha. Đây là vòng thi thứ 3. Vòng thi này của chúng ta có tên là khẩu hình đúng ý. Vòng 3, khẩu hình đúng ý. Mỗi đội có 2 lượt chơi, có 10 chủ đề. Mỗi chủ đề sẽ có 10 từ cấm và 5 từ thắng. Mỗi đội sẽ chia 3 thành viên đứng ở vị trí đoán, 1 thành viên đứng vị trí gợi ý. Nhiệm vụ đoán được 5 từ thắng. Nếu gợi ý bị trùng 15 từ khóa hoặc đồng đội đáp sai thì cả 3 sẽ bị phạt. Đáp án được ghi nhận là đáp án đầu tiên từ 3 thành viên ở vị trí đoán. Thời gian 3 phút một lượt. Mỗi từ thắng đoán đúng sẽ được nhận 3 triệu đồng. Tổng giải thưởng vòng 3, 30 triệu đồng. Đội nào đoán đúng từ thắng nhiều hơn mới được lấy số tiền tích lũy ở vòng 3. Và vừa rồi, 2 vòng liên tiếp đội nhà mình chiến thắng rồi, cho nên bây giờ mình thi trước. Và đây là những chủ đề để cho các bạn lựa chọn: giải khác, ăn vặt, hoa hậu, du lịch, thiếu nhi, thời tiết, tri kỷ, hẹn hò, phố thị, khoa học. Sao? Các bạn muốn chọn chủ đề nào trước? Ăn vặt đi, tâm hồn ăn uống. Bốn đứa tụi mình đều là tâm hồn ăn vặt, đúng không? Dạ, đúng. Nổi loạn, đó là chủ đề đầu tiên của các bạn. Còn bên Trầm Tĩnh thì sao? Du lịch đi ạ. Du lịch đi ạ. Là chủ đề của Trầm Tĩnh. Tiếp theo, chủ đề thứ hai của các bạn. Đúng rồi, phải giải uống, khác, phải ăn uống, phải có uống. Ăn phải uống, đúng không? Dạ. Giải uống khác nha. Còn bên đây? Hoa hậu đi ạ. Hoa hậu. Và các bạn đã chọn hoa hậu. Như vậy là các bạn đã chọn xong cho đội mình là 2 chủ đề. Chúng ta sẽ bước vào phần thi ngay bây giờ. Minh Nhật đang ở vị trí này, Minh Nhật sẽ diễn tả cho những người bạn của mình. Dạ. Với cái chủ đề ăn vặt, nhóm mình có hay đi ăn vặt đâu không? Dạ cũng có. Ừ, rành lắm đúng không? Dạ cũng chắc là cũng chút đỉnh. Chút đỉnh. Quan trọng là làm sao mình diễn tả cho các bạn mình biết về những cái món ăn vặt đó mà vẫn không bị phạm quy. Dạ. À, nếu không bạn mình sẽ chịu phạt. Dạ. Tan tác lắm luôn đó. Ráng lên em. Ở ngoài kia bình tĩnh nha. Mời em nhìn lên màn hình.
15 từ khóa đây. Chủ đề ăn vặt bắt đầu. Con gà đẻ gì? Đẻ trứng. Tự nhiên nói khơi khơi vậy, nói là phải nói ra từ khóa. Chấm ba chấm mayonnaise. Phải một cái. Con gà đẻ phải gia vị bánh trắng trộn à? Ôi dồi ôi. Cái gì, cái gì? Mayonnaise là cái gì? Xong rồi phải một cái. Sữa. Sai. Mayonnaise. Cái đó là cái gì? Salad hả? Sai. Nó không qua từ khác đi, dễ hơn. Tí thi có gì, tí thi có gì, quán gì? Đu đủ. Quán quân, sai. Mấy từ? Ba từ, ba từ. Trước cái đó nữa. Cái gì trộn? Bánh tráng trộn. Sai. Tí thi có cái gì trộn? Cái quán ba từ. Tí thi có cái gì trộn? Đu đủ trộn. Không phải, ý là cái trộn đó gọi là cái gì. Rồi bây giờ, cái hồi nãy mình mới vừa bị cái nè. Ê, em chưa hình dung được lắm. Cái làm từ gạo đúng không? Xong rồi mình bánh chiên cuốn. Đúng rồi. Chính xác. Rồi. Cái gì mà ở ngoài người ta hay bán là nó có một cái thanh chọt qua thì đó là nó. Cái đó xong rồi cái thanh chọt qua. Xiên que. Đúng rồi. Chính xác. Rồi bây giờ cái món gì của Việt Nam hay ăn? Nổi tiếng của Việt Nam. Gỏi. Không không. Sai. Tầm nè, cái nè, cái món đó là làm từ bột, nó dài dài. Còn 30 giây. Nó bánh cuốn. Ui. Bên trong nó chẳng có gì hết. Cái món nào mà có chả, thịt, xong rồi dưa leo gì đó cuốn vô. Đây, xong rồi. Gỏi cuốn. Ốp la từ từ. Ốp la đúng không? Ví dụ ốp la chị bỏ vô trong cái dài dài, cái thanh dài dài nè. Bự cỡ như đây, đúng bánh không? Tì. Rồi, từ đó, cái từ đó. Bên trong chẳng có gì hết. Là cái gì? Tên bài hát, cái tên bánh bài hát. Bánh mì không? Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. 10 giây cuối cùng. Rồi, cái tiêu thi hồi nãy đúng không? Là có chữ chị Thiên Nhân. Thiên Nhân là gì? Đu đủ. Xong rồi. Làm gà với cóc đồ gì đó là gói đu đủ. Rồi, đúng đu rồi đủ. Chính xác. Hết giờ. Hết cơ. Hay quá. Đó, hay quá. Đến đây, đến đây, đến đây. Đau quá, đau quá. Gì mà dịnh tim dữ vậy Thảo? Sang chấn tâm lý luôn. Sang chấn tâm lý hả? Còn Công, người đàn ông duy nhất ngồi ở vị trí đó không nói gì hết trơn, mà mỗi khi nói là sai. Và các bạn đã đoán được tổng cộng là 4 từ khóa. Nếu như muốn thắng cái đội còn lại bên kia thì các bạn sẽ phải làm tốt hơn nữa ở cái lượt thi sau nha. Mời các bạn về chỗ. Xin mời đội Trầm Tĩnh. Sao? Ba em ngồi ngoài kia hồi hộp không? Em sẵn sàng rồi. Em đang run lắm anh ạ. Em đang nóng đây. Cố gắng đừng để bị phạm quy em nha. Mời em nhìn lên màn hình chủ đề Hoa hậu. Bắt đầu. Giải thưởng khi mà chiến thắng giải này ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Không được quá. Năm 2022. Phần thi gì? Không khác được quá. Năm 2021. Ai? Là năm kia. Năm kia. Ở tại Thái Lan. Thái Lan. Năm kia ở xứ sở chùa vàng. Người Việt Nam lần đầu. Thủy Tiên. Rồi. Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Chính xác. Có 4 từ nha. Yêu nhau á thì chúng ta như thế nào với nhau? Trái với còn nè. Trái với ghét nhau là gì nè? Còn thương. Rồi. Hết khi chúng ta không góp từ khóa. Trời ơi. Một phút nữa. Trả lời câu hỏi của giám khảo. Ứng xử. Phần thi ứng xử. Chính xác. Cái người mà lớn nhất ở trong công ty thì gọi là gì? Ê, từ 4 từ nhá. Cái gì mà hay diễn cái kiểu như cái nội dung mà giả nghèo đó. Chủ tịch. 4 từ. Sai. Từ mình mang đồ ăn đến cho bạn thì gọi là gì? 4 từ nhá, kết hợp với cái hai từ phía trước. Chủ tịch giao hàng. Rồi, chính xác. 5 4 3 những người đẹp mà đi làm cái trùng khớp từ khóa. 2 1 hết giờ. Từ làm đẹp mà. Dính cái từ người. Mời các em lên đây. Không sao, mình còn phần 2 mà. Qua cái phần thi vừa rồi thì chúng ta thấy cái sự lựa chọn cái người đứng ở cái vị trí này cực kỳ quan trọng. Toàn nói từ khóa cấm không à. Đúng, cho nên là các bạn bị phạt rất là nhiều. Mà anh cảm thấy rằng là Hiệp á, anh thấy rằng đến vài cái phút cuối cùng làm như là trơ luôn với cái sự hình phạt đó của chương trình. Em bị chai lì cảm xúc. Và qua cái phần thi vừa rồi, các bạn trả lời đúng được 3 từ khóa. Yeah. Nhưng mà vẫn đang thua cái đội nổi loạn. Cho nên cái lượt thứ hai nó sẽ cực kỳ quan trọng. Về bàn lại với nhau, xem coi cử ai sẽ là cái người đứng ở cái vị trí này là hợp lý nhất nha. Mời các bạn về chỗ. Mời, nổi loạn.
Lượt thi thứ hai của đội nổi loạn, Thảo Hồ sẽ đứng đây diễn tả cho những người bạn của mình. Mời em xem những từ khóa trong chủ đề giải khát. Thời gian bắt đầu. Ở một cái chỗ mà Đức Bà gọi là gì? Cocktail. Sai. Không, nghe Trang My, Trang My, Trang My, bốn từ. Chỗ đó hay cocktail bán gì? Cocktail sai. Trang My, chỗ đó hay bán gì? Cà phê sữa đá. Sai. Không, ngồi cái ghế bệt á. Bệt, sai. Chúng ta hấp từ khóa. Bắt. Cà phê cocktail. Rồi. Sai. Cái này có 3 từ nha. Giờ bình tĩnh nè. Nghệ sĩ mình không được uống cái gì. Nước mía. Đúng rồi. Sai. Nhưng mà đúng cái từ đó rồi. Nhưng mà mình hay chảy gì? Xe nước mía. Đúng rồi. Đúng. Có một cái loại gì mà nó ngọt. Gia vị ngọt. Ê, nhớ trong đầu nha. Cái mà ở miền Tây. Một cái loại nêm nếm. Rồi em biết rồi, biết rồi, biết rồi. Cái loại đó mà cái cục đó làm từ ở trên cái cây. Cái cục ở trên cái cây. Nước cốt dừa. Sai. Trời ơi. Ngọt như mía. Sai. Cái này dễ hơn nè. Dạ. Một cái loại mà mình uống vào buổi sáng nhưng mà nó... Món này rất là hot gần đây. Cà phê muối. Yeah. Một cái loại trái cây. Không, một cái loại nước. Nước. Cái chữ đầu tiên. Còn 30 giây. Chữ đầu tiên là một cái trái ở trên một cái cây. À rồi biết. Vậy đúng không? Đúng không? Là gì? Là gì? Rồi biết. Hai chữ. Cái dừa. Sai. Cái chữ sau đúng nhưng mà cái chữ sau kem cái dừa. Chữ. Trời ơi. Cái chữ mà kem gì? Cái chữ sau là cái chữ đứng đầu. Rồi nha, nhớ cái chữ đó nha. Ok. Rồi. Còn 15 giây cuối cùng. Cái mùi. Mùi. Ghép hai từ lại. Diễn tả cái mùi đi. Mùi nước hoa là mùi gì? Dừa thơm. Chính đúng xác. Đúng rồi. Tiếp. 3 2 1 hết. Thôi thắng rồi. Mời em lên đây. Em cứ vậy. Mình đoán được tổng cộng là 3 từ khóa. Cố gắng. Lượt cuối cùng cho đội Trầm Tĩnh. Vừa rồi cái đội bên kia đó, họ được có 3 từ khóa thôi. Và đây sẽ là cơ hội. Cơ hội lật kèo. Cơ hội lật kèo. Rồi, mời em nhìn lên màn hình. Chủ đề đi du lịch. Thời gian bắt đầu. Bên cạnh Hàn Quốc. Có chữ Hàn. Diễn tả từ màu xanh nhá. Dạ. Bắc qua sông. Nó có mấy từ? Hai từ nhá. Từ thứ nhất là một cái để bắc qua sông. Từ thứ hai là một món bay trên trời. Cầu rồng. Chính xác. Từ này nhá. Là một hình khối. Có 3 từ. Hai từ đầu tiên là một hình khối. Có hình vuông, hình tròn và hình tam giác thì thôi. Sai. Không. Đó đúng rồi, đúng một từ rồi. Thôi. Không. Sai. Không. Còn lại. Còn từ thứ hai là thường là đây. Chảy trong người. Nói đi. Tam giác mạch. Chính xác. Từ tiếp theo nó là tên nhá. Từng chặng đường dài mà ta qua. Tên. Robin. Sai. Yes. Đi để trở về. Chính xác. Đúng rồi, cái gì ạ? Từ tiếp theo là một cái đặc trưng của một nước. Đấy, từ từ nhá. Là một cái mà một phút đại nha. Diện một là phút. Một cái đại diện cho một nước luôn. Thủ đô. Không, đại diện cho một nước. Mấy từ? Ba từ đại diện cho nói một đi. Nước. Mặt trời mọc. Không phải. Là một loài. Là có gì? Có cây, có lá, có gì? Và anh đào. Chính xác. Rồi, 15 giây cuối. Từ cuối là một đồ ăn. Từ đầu tiên rồi nhá. Là thường là cái gì gato. Ấy gato. Origato. Không, sai. Đó là đồ ăn. Đúng rồi. Đấy là từ đầu tiên. Từ 5. Không. 4. 3. Ía. 2. Ía. Hết giờ. Cái gì ía là cái gì? Ra đây. Arigato. Arigato, cái gì gato. Mời các bạn ra đây. Cái đồ ăn mà cái gì arigato trong đó. Đó là một cái món đặc sản. Ơi, tay. Lúc em cuống luôn. Nhân đậu xanh. Lúc em siêu cuống luôn. Trứng muối, sầu riêng. Ơi rồi ơi. Phải nói là trong cái vòng này khi mà Khải ngồi ở vị trí đó, em làm tốt. Dạ. Nha. Em đoán ra rất là nhiều. Đúng không? Mà em này cũng có đoán nè. Rồi Hiệp cũng có đoán ra. Nha. Đặt đúng vị trí thôi là cái kết quả nó khác. Vừa rồi chúng ta được 4 từ khóa. Nào, mời các bạn còn lại ra đây luôn. Và thưa tất cả quý vị, ở vòng thi thứ 3 này với hai lượt chơi thì cả hai đội gọi là ngang tài ngang sức. Mỗi đội đều có được 7 từ khóa. Dị chim. Số tiền thưởng cho vòng thi này là 21 triệu đồng.
Nhưng mà theo luật chơi của chúng ta, ở vòng này thì chỉ có một đội có thể nhận được tiền thưởng thôi. Là đội nào nhiều hơn, nhiều điểm thưởng hơn. Nhưng mà ở đây bằng nhau. Chính vì thế chúng ta sẽ tổng số điểm của 3 vòng. Đội nào tổng số điểm nhiều hơn thì xem như đội đó là chiến thắng của vòng thi thứ 3 này, nhận trọn vẹn số điểm đó. Còn đội còn lại đương nhiên sẽ bị trừ đi số tiền thưởng của vòng 3, sẽ ra số tiền thưởng mà mình được nhận. Và kết quả chúng tôi ghi nhận như sau thưa quý vị. Tổng điểm 3 vòng của đội Nổi Loạn là 30 triệu đồng. Tổng điểm 3 vòng của đội Trầm Tĩnh là 27.500.000 đồng. Có nghĩa là đội chúng ta thấp điểm hơn và chúng ta sẽ bị trừ đi cái khoản tiền thưởng của vòng thi thứ 3 là 21 triệu đồng. Còn lại 6.500.000 đồng là số tiền thưởng mà các bạn thực chất được nhận. Còn với đội Nổi Loạn, các bạn vẫn nhận được trọn vẹn số tiền thưởng là 30 triệu đồng. Sao? Hôm nay đến với chương trình cảm thấy thế nào các bạn? Công, nói nghe xem. Cảm giác của em là lúc đầu là em mới tham gia thì em cảm thấy là ôi, tức là mình không có nhiều kỹ năng về trình bày cái ý kiến của mình với người khác, nhưng mà rất là bất ngờ và cảm thấy sung sướng khi chiến thắng. Sung sướng. Còn Thảo? Tụi em thì giống như là bữa nay là lần đầu tiên tham gia game show chung với nhau á. Trước đó thì cũng chơi chung nhưng mà gọi là cũng không có nghĩ là không nghĩ là sẽ hiểu ý nhau tới như vậy. Với lại là hôm nay cũng tới đây gặp anh Đình Nghĩa và gặp tất cả mọi người chơi, được giao lưu với lại tất cả khán giả thì mình rất là quá hạnh vui phúc. Nha. Dạ, được vui đã nữa vậy. Là khi có tới 30 triệu đúng, mang về chia cho nhau làm sản phẩm này kia nữa. Đúng vậy. Còn đội nhà mình thì sao nè? Dạ, em xin nói thật với anh là bọn em chơi rất thân với nhau. Nhưng mà sau chương trình ngày hôm nay thì bọn em phải nghĩ lại xem cách chơi của bọn em như thế nào. Và sau chương trình là phải mở ngay một cái cuộc họp rồi có nên chơi với nhau nữa hay không. Có một vài cái chưa được ý nhưng mà em thấy là mình đã làm rất là tốt mình rồi. Mình đã làm hết sức rồi. Vâng. Và mình lại còn được có những cái giây phút gọi là ăn uống thoải mái trên sóng truyền hình. Đúng rồi. Bên kia muốn thèm mà có được ăn đâu. Được đâu. Cho nên bao nhiêu tiền thưởng cũng vui. Cái chính là chúng ta đã có thêm những người bạn mới và chúng ta đã có những giây phút lưu lại những cái kỷ niệm tình bạn giữa những người bạn thân với nhau. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị khán giả, chương trình Tranh Tài Đoán Ý đến đây cũng xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền Việt Nam thực hiện và sẽ phát sóng hàng tuần trên cái khung giờ quen thuộc của chúng ta, 12 giờ thứ bảy trên kênh VTV3. Đại Nghĩa và những người bạn xin gửi lời chào tạm biệt, hẹn lại tuần sau.